Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Tô Lâm vụng về với miếng thịt bò dát vàng nhưng rất khéo ém tượng đài trăm tỷ. Ông Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đã quá nổi tiếng vì miếng thịt bò dát vàng vào năm ngoái tại London. Dù có dát vàng thì chất lượng của nó cũng chỉ là miếng thịt bò mà thôi. Nó chỉ là cái ngon của thịt. Tuy nhiên, ngài Bộ trưởng phải ăn cho bằng được miếng thịt bò dát vàng để tỏ ra rằng xa xỉ. Tiền cho miếng thịt bò ấy rất đắt đỏ. Nó bằng công sức lao động của người dân Việt Nam nhiều tháng trời. Vì khía cạnh xây dựng hình ảnh thì ông Tô Lâm đã phạm vào điều đại kỵ khi ăn những món như thế. Nhiều người cho rằng ông Tô Lâm rất vụng về trong vấn đề xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Bộ Công an lại rất khéo léo về các công trình vô bổ, dễ bị tham nhũng, rút ruột. Đây là hình ảnh vào Bộ trưởng Bộ Tô Lâm trước tượng đài. Sáng ngày 17 tháng 7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ. Tượng đài có chiều cao 7,2m, bao gồm 7 nhân vật chất liệu bằng đồng. Tượng đài được đặt trên trục phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, sát tường rào công viên Thống Nhất. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư và được nhà cầm quyền của Đảng cho biết nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân, tức là ngày 20 tháng 7 năm 1962. Bề ngoài thì chào mừng ngày này ngày nọ, nhưng thực chất đó là những công trình moi tiền ngân sách rất dễ dàng. Khi lập dự toán cho tượng đài không có khung giá rõ ràng nào, nên rất dễ làm giá với đơn vị thi công rồi lại quả rất nhiều phần trăm. Vì thế công trình tượng đài đã mọc lên khắp nơi trong cả nước để moi tiền ngân sách rót vào túi tham quan. Đó chính là tiền của nhân dân đã bị các quan lại cướp đi. Vấn đề là chính quyền của Đảng có moi ra sai phạm hay không mà thôi. Phong trào xây dựng tượng đài bị nhân dân phản đối rất mạnh mẽ từ Bắc chí Nam. Từ năm 2015, khi nhà cầm quyền tỉnh Sơn La công bố dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trị giá tới 1.400 tỷ đồng. Trong khi đó, Sơn La là tỉnh rất nghèo, phải xin trợ cấp ăn hàng năm từ ngân sách trung ương. Sau đó, dự án đã bị hủy vì dư luận xã hội quá gay gắt. Kể từ sau công trình tượng đài nghìn tỷ ở Sơn La bị hoãn, thì trên khắp cả nước, tượng đài cũng mọc lên ở nhiều nơi, nhưng kinh phí và quy mô nhỏ hơn. Vì làm đến ngàn tỷ thì sợ người dân bất bình phản ứng mạnh. Ăn ít mà ăn nhiều lần thì dễ trái lợi hơn là ăn một lần nhưng quá lớn. Đây là hình ảnh tượng đài ở Quy Nhơn, gọn nhưng tốn ngân sách tới 118 tỷ đồng. Được biết, tượng đài của Bộ Công an kỳ này là loại tượng đài bằng đồng, tương tự như tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành đặt ở Quy Nhơn. Bức tượng tại Quy Nhơn cao 10m8, đứng trên bệ 4,7m, được giúp đúc hai nhân vật. Tổng mức đầu tư được nhà cầm quyền tỉnh thông qua là trên 118 tỷ đồng. Tượng đồng Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành cao hơn Công an Nhân dân vì dân phục vụ 10m8 và 7m5. Tuy nhiên, về lượng nhân vật thì tượng đồng Công an Nhân dân vì dân phục vụ lại nhiều hơn 7 nhân vật so với 2 nhân vật trước đó. Theo một số chuyên gia đánh giá thì công trình của Bộ Công an có kinh phí cao hơn nhiều lần so với tượng đài Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành tại Quy Nhơn. Tuy nhiên, cụ thể là bao nhiêu thì không thể có giá đúng vì ông Bộ trưởng đã cho ém giá không công bố với báo chí và giấu biệt. Vào năm 2020, Đắk Nông là một tỉnh nghèo, liên tục nhận gạo cứu đói từ chính phủ. Thế nhưng tỉnh này cũng lại cho xây dựng công trình tượng đài En Trang Long có tổng mức đầu tư lên tới 167 tỷ đồng. Tại phường Đức Nghĩa, thành phố Gia Nghĩa, một số người thạo tin cho biết tượng đài công an không dưới 10 triệu đô la. Đây cũng là một nhận xét tương đối không quá thực tế. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Tô Lâm rất khéo che đậy giá của tượng đài. Tuy tượng đài nghìn tỷ bị phản đối, nhưng tượng đài trăm tỷ vẫn mọc lên khắp nơi. Mặc dù bị người dân phản đối, phải nói rằng việc ém giá trong tượng đài công an kỳ này chứng tỏ rằng ông Bộ trưởng Tô Lâm không phải là chuyện gì cũng vụng về, mà có việc ông lại rất khéo, mà cụ thể là khéo che đậy giá của tượng đài công an. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sao Y mô hình Nguyễn Tấn Dũng, ông chủ tịch nước thất bại.
ông Nguyễn Tấn Dũng để lại hậu quả vô cùng to lớn cho nền kinh tế của Việt Nam. Với hai nhiệm kỳ làm thủ tướng, các quả đấm thép đã lần lượt đấm tan tành nền kinh tế của đất nước. Các tập đoàn kinh tế nhà nước nát bét, làm ăn thua lỗ và đến nay chưa giải quyết xong hậu quả. Tuy nhiên, điều tiếng xấu của ông Nguyễn Tấn Dũng để lại không chỉ là quả đấm thép mà để lại cho cả con gái ông, được cho rằng đã lợi dụng uy tín của người cha làm thủ tướng để làm ăn kinh tế. Ông Nguyễn Xuân Phúc kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng tuy không làm cho nền kinh tế nát bét như người tiền nhiệm, nhưng về gia đình, ông chủ tịch nước để lại cho vợ và con dùng tên tuổi của mình để làm ăn kinh tế. Đây là điều mà dư luận xã hội đang đặt ra. Với vị trí như của ông chủ tịch nước, gia đình ông không hề thiếu tiền. Tuy nhiên, dường như vì lòng tham lại muốn biến danh thành tiền bạc, điều này lợi bất cập hại. Đây là hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Ông Dũng phân công rất rõ ràng, vợ ông chỉ có vai trò theo ông công du nước ngoài, bà không đụng đến những thương vụ kinh tế. Điều đó tránh cho vợ ông gặp sai lầm, bởi vợ ông Dũng không phải là người phụ nữ được học hành bài bản để biết được cạm bẫy của chốn quan trường, cũng như thương trường rắc rối. Việc làm ăn kinh tế, ông Dũng dường như chỉ dành đặc quyền cho con gái của ông, một phụ nữ từng đi học tại châu Âu nên đủ khôn khéo để làm những thương vụ lớn và tránh những cú gài bẫy nguy hiểm. Chính vì thế mà thương vụ Mobile Phone mua AVG không thể nào buộc tội được Nguyễn Thành Phượng, vì Phượng dường như đã điều khiển từ xa chứ không tham gia cuộc chơi này. Về phần chính trị, ông Dũng đã dành hai cậu con trai của ông rất nhiều đặc biệt. Con cả là Nguyễn Thành Nghị từng du học tại Mỹ và có bằng tiến sĩ ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cậu út là Nguyễn Minh Chiết từng du học tại Anh Quốc và hiện là lãnh đạo Trung ương Đoàn. Cả hai tham gia chính trị dựa trên lý lịch cha từng làm thủ tướng để tiến thân. Ông Nguyễn Tấn Dũng là ông thủ tướng rồi, nhưng trong quản lý gia đình, ông là người cha khá tốt, đầu tư cho con cái đến nơi đến chốn, phân công trách nhiệm hợp lý. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc thì hoàn toàn khác, mặc dù có sao uy nghiêm khuôn mẫu của ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng lại phân công kém nên đã mang họa vào thân, và trong thời gian tới chiếc ghế của ông có nguy cơ bị lật đổ nhào. Đây là hình ảnh khác với vợ ông Nguyễn Tấn Dũng, bà Thu, vợ ông Phúc dường như được cho rằng còn nhúng tay vào các thương vụ kinh tế rất lớn. Ông Nguyễn Xuân Phúc có một vợ và hai con, vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu, con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang, con rể là Vũ Chí Hùng và con trai là Nguyễn Xuân Hiếu. Ông Vũ Chí Hùng hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế của Bộ Tài chính Việt Nam đầy quyền lực. Thay vì để cho bà Trần Thị Nguyệt Thu thực hiện vai trò đệ nhất phu nhân theo ông đi công du như ông Dũng đã làm, thì ông Nguyễn Xuân Phúc để vợ liên minh liên kết với Việt Á làm ăn kinh tế, hậu quả là ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiếc ghế chủ tịch nước của ông. Đây là những thông tin mà dư luận đang đặt ra. Bà Thu không đủ khả năng tiên lượng được những rủi ro trên lĩnh vực làm ăn dựa vào chính trị nên đã dính bẫy rất nặng. Con gái ông Nguyễn Xuân Phúc cũng dựa hơi bố làm ăn kinh tế, tuy nhiên về khả năng khéo léo thì Nguyễn Thị Xuân Trang không bằng Nguyễn Thành Phượng. Nếu nói Nguyễn Thị Thành Phượng đứng từ xa điều khiển công ty định giá Amex trong vụ Mobile Phone mua AVG, làm trong trọng bó tay không biết moi sai phạm Nguyễn Thành Phượng như thế nào, thì Nguyễn Thị Xuân Trang lại dính vào cổ phần của trường tiểu học quốc tế Gateway rất lộ liễu, làm phiền người cha là thủ tướng của mình phải ra tay để che đậy cho con gái khi gặp chuyện. Đây là hình ảnh thể hiện bằng lái xe của Mỹ của ông Nguyễn Xuân Hiếu, cũng du học như con ông Nguyễn Tấn Dũng. Về con trai, ông Phúc cũng gây dựng sự nghiệp chính trị cho Nguyễn Xuân Hiếu, cho Hiếu đi du học rồi về nước làm chính trị dựa trên danh tiếng của bố, y hệt như đứa con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì tên tuổi của Nguyễn Xuân Hiếu trên chính trường vẫn là con số 0 tròn chỉnh, không được nổi làm đình đám như Nguyễn Minh Chiết, con út của ông Dũng. Và như vậy có thể nói rằng ông chủ tịch nước học theo gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng đã thất bại.